Dạ, em mến chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Tài 66 nha. Thì dạ, giờ này cũng là 5 giờ chiều rồi cả nhà. Bây giờ em và cùng với các anh em YouTube ở đây để vào dọn bông cũng như là sắp xếp lại hoa và bao bọc lại cho hoa nó gọn gàng hơn, để tối vô tình có mưa thì cũng không có ảnh hưởng gì tới bông. Đó, thì buổi sáng mình tới đây thì cũng là dọn bông ra, thay nước cho bông, và buổi chiều thì mình lại công việc của mình là dọn bông vào cả nhà. Rồi em xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng với em theo dõi anh em mình làm hay cả nhà. Thì đây là tấm lòng thôi cả nhà, chứ không có gọi là công cán gì cả nha. Chú Tiểu vui rồi cả nhà. Kinh vô rồi lắm rồi, bóng bao nhiêu lông nữa. Chứ ai coi. Sen rất là đẹp luôn. Ở trên đây có dòng chữ nè cả nhà: nguyện chú vãng sanh Tây phương cực lạc, khán giả suốt 30 năm tâm an nhiên, tiễn biệt chú thần tượng của con. Fan Song Linh. Đây là fan Song Linh cả nhà. Có ghi tên fan nữa nè. Hả? Đó, đẹp cả nhà. Bất tặng hồi chiều em cất luôn rồi. Giờ cũng em chạy đi luôn. Đi ha, tài rồi, đây. Đây, bông thì cũng được xếp lên đây nè cả nhà. Mấy cái hoa cúc thì được xếp lên đây. Chú Tiểu, có chân ngã. Có chân ngã thang ơi. Chú Tiểu mới cắt tóc đẹp trai ta. Chú Tiểu mới cắt tóc cả nhà. Ghê vậy, biết hát luôn hả? Chú Tiểu biết hát luôn. Chứ hôm qua mấy ngày nay thấy buồn buồn, như tóc nó chùm hay sao? Tóc nó nặng đầu hay sao? Giờ cắt nó nhẹ đầu rồi. Chú Tiểu chào khán giả cho coi.
chú Tiểu. Chào. Chào khán giả kênh kênh anh chị coi. Kênh... Chào Tài 66 Vlog. Ừ, Lương Vlog. Chào anh Lương. Rồi chào Thảo coi. Chào chị Thảo. Đó. Chị Thảo, kênh chị Thảo là gì? Sóc phát cùng Thảo. Anh thấy chú Tiểu cắt tóc xong về đẹp trai không? Quá đẹp trai. Đẹp trai. Chú Tiểu cắt tóc là để ăn cái đám giỗ của ông Hùng Dương á. À, trời. Chuẩn bị ăn đám giỗ ông Hùng Dương. Chắc mai mốt mình cũng về cắt tóc ăn đám giỗ luôn á, đi đám giỗ ông Lương. Đám chú Hùng. Chú Hùng. Hùng Dương. Không, nhiều khi công việc nó không có nặng nhọc gì hết mà nó vui ha. Vui không bạn Lương? Vui không? Làm gì vui không? Có buồn không? Không buồn hả? Buồn gì? Buồn ngủ hả? Đó, cô chú anh chị thì tụi em thì cũng có một chút gọi là tấm lòng nhỏ nhoi thôi. Nó làm một xíu này rồi bắt đầu mình dọn dẹp để tránh mấy trời mưa nè, nai hưu gì đó, rồi nó rồi sáng hôm sau lại tiếp tục công việc là mở bao ni lông. Kẹp nhiều vào chú Tiểu. Nãy giờ đâu hả? Mới làm anh Minh rồi. Mới làm á. Anh Minh 66 vlog ơi. Gì vậy 66 đây nó mà. Mộ cô Thanh Kim Huệ nè cả nhà. Rất là đẹp luôn ha. Rồi bây giờ mình qua bên đây đi ông Lương lấy mũ đi. Lấy mũ nhờ mọi người qua đây căng cái bên đây nè để chùm cái bên đây là cả nhà. Bên đây thì chùm lại để cho cũng tránh mưa, tránh nắng rồi tránh mấy con hươu, con nai nó ăn bông của khán giả. Khán giả cho thì mình cần phải bảo quản để mà được đem ra cho mộ của cậu lung linh, sắc màu cho nó đẹp hơn. À, giờ tôi cầm máy quay giùm rồi sao tôi làm được đây. Lát đi nhờ đi. Nhờ kêu Khang á, kêu Khang á. Khang ơi. Đây cả nhà, mộ của cậu Năm thì bông rất là nhiều nha, xung quanh đều bông luôn. Ở đây cái tấm ảnh này của chị Loan nè, thì ở trong nhà không sao chị Loan ơi. Đó. Được để trong nhà thì cũng rất là an toàn, không có sao hết. Chị Nhi thì vẫn chị Nhi thì đang bên đó thì đang châm đèn hả? Đang đốt đèn cầy hả? Đang đốt đèn cầy cho cậu Năm cả nhà. Chị Nhi đốt đèn cầy cậu Năm trước khi về để cho cậu Năm sưởi ấm vào ban đêm. Mình để xa xa ra bên đây chị Nhi ơi. Chị Nhi. Nó nghe nè, bên đây mấy cái đèn cầy á để xa xa ra sợ nhiều khi nó ngã nó vô cái hàng rào á. Bên đây chưa đốt nè. Đó. Bên đây chưa có mấy cái nến chưa đốt. Đó. Đây cả nhà. Đó. Đốt nến để trước khi tụi em về thì đốt nến cho cậu Năm để cho cậu Năm sưởi ấm vào ban đêm cả nhà. Hương linh thì cần sưởi ấm, cần để cho sưởi ấm. Còn đốt bên cây kia kìa, còn nữa chị, đốt luôn. Cái cây bự. Đốt nhiều thì tốt, không sao. Đốt nhiều thì tốt để sưởi ấm cho cậu. Sợ không có kèn cày để đốt thôi chứ có gì đâu. Rồi bây giờ em qua đây chia sẻ. Chú Tiểu đang với lại Lương Vlog đang chùm cái bên đây. Đang chùm hoa bên đây. Chào. Chào anh Tuấn. Chào anh 66 Vlog.
Chị 66, nói tên đàng hoàng. Tài gì? Tài 99 luôn. Bằng lương. Thì một xíu nữa sau khi làm xong thì trước khi về thì tụi em cũng sẽ thắp một nén hương cuối ngày cho cậu Năm, chào cậu Năm để đi về. Rồi sáng hôm sau mình sẽ hẹn gặp lại tại mộ cậu Năm để tiếp tục làm những công việc là sắp hoa và thay nước cho hoa. Đó, cũng như là định nói gì quên mất tiêu rồi, Khang cười quên mất tiêu rồi. Cắt tóc nhiêu tiền Khang? 8 triệu. Gì vậy? Ghê vậy? Cái đầu cắt tóc 8 triệu luôn. Nói chơi thôi chứ đừng đồn nha mà. Đồn đâu, đang quay phim mà đồn đâu. Nhiêu nói thiệt coi. 100 à. Cắt tóc 100 ngàn luôn. Quá dữ, đầu 100 ngàn quá đẹp luôn. Cắt ở đâu, bữa nào dắt đi cắt cái coi. Để thôi chỉ có 50 à. Đó, xuống giá nữa hả? Hầu hầu. Chắc chưa? Hết giá chưa? Hết giá. Hết giá là 50 đúng không? Thì bữa nào chỉ chỗ đi hết để ăn đám dỗ ông Hùng cái. Thôi đám chỗ đi độc quyền sao chỉ được. Dạ. Yeah. Vài bữa hẹn cô chú anh chị và các bạn vào cái đám dỗ của dỗ tổ Hùng Vương tại mộ của cậu Năm. Trong đây thì có nghe nói là có ca nhạc hả Khang? Chưa biết. Nghe nói là có hát chèo gì đó, hát tuồng hầu quảng hay cải lương gì đó. Đó thì cô chú anh chị mình hãy đăng ký kênh cũng như là like chia sẻ ha, để tụi em ở dưới đây là tới bữa đó là mình ở đêm luôn đó, là coi như là ở đêm trong đây để quay cái những cái gọi là hát hò trong đây nè, là dỗ tổ Hùng Vương cả nhà. Để coi em nhớ coi, hình như là ngày 29 tháng 4 thì phải, ngày 20 nó cũng rơi vào thứ bảy á, nó cũng rơi vào thứ bảy ngày 29 tháng 4 thì trong đây sẽ Hoa Duyên á, sẽ tổ chức là dỗ tổ Hùng Vương, xong chưa? Gom 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 cái sọt này lại nè ông Lưng luôn. Em còn thương nhớ dần. Đó, em cho cả nhà nhìn xem, đây là cái sọt nữa nè ông Lưng. Nó để sát sát vô. Rồi mấy cái lẵng hoa bên đây thì cũng được để trên đây cả nhà. Đó. Bên kia còn chưa che nó xong rồi. Chị Nhi thì đang chuẩn bị lại bàn thờ. Con trai thì làm những công việc cao, như là con trai thì làm những công việc cao, trên cao bắt ghế rồi. Chị Nhi thì châm đèn, châm nến và lau mộ, châm nước cho cậu. Đó, phụ nữ thì mình làm những việc ở phía dưới mà nó cũng rất là cực cả nhà. Đừng có nghĩ là phụ nữ làm việc gì không cực nha, cực lắm á. Với lại cắt tỉa hoa mà những hoa héo á, đem bỏ chị Nhi cũng thắp hương cho cậu Năm trước khi chị Nhi ra về nè. Chị Nhi mà không đến thì thôi á, đến mộ cậu Năm là chị Nhi làm suốt luôn cả nhà. Chị Nhi là một gọi là TikToker. Không biết chị Nhi có kênh YouTube không? Chị Nhi có kênh YouTube không chị Nhi? Tên gì ạ? Hả? Ngọc Nhi. Ngọc Nhi. YouTube Ngọc Nhi. Còn TikTok là gì? Ngọc Nhi luôn, TikTok cũng là Ngọc Nhi luôn nha cả nhà. Cả nhà yêu thương tụi em, yêu thương chị Nhi thì hãy đăng ký cho chị Nhi. Tên là Ngọc Nhi. Tất cả đều là Ngọc Nhi. Đó, một khi mà chị Nhi tới đây là chị Nhi phải làm nó, làm đủ thứ. Mấy cái thuốc tàn nhang, thuốc rút đi chị. Thuốc lá. Đúng rồi, mấy cái đó bỏ đi. Cậu hút rồi. Thì sáng hôm sau là cho cái bàn thờ của cậu nó được đẹp hơn. Mộ cậu Năm thì cả nhà thấy ha, bông rất là nhiều. Em thì mọi người đang làm thì em phụ mọi người cầm máy quay để chia sẻ cho cả nhà thấy được, thấy ha. Em đang cầm máy quay cả nhà. Bỏ sao chui vô trong luôn rồi. Sao có chưa? Ô giờ này có khán giả vô mà mình dẹp à? khán giả vô. Đó, bạn Lương ở đây nè cả nhà. Cái góc này nữa nè Lương ơi.
cột vô cái cây á. Rồi rồi dính gì rồi? Đó, cả nhà thấy ha, tụi anh em của em thì đang chuẩn bị hoàn tất những công đoạn cuối cùng để che chắn những cái hoa. Trời, cái cây này nó bị héo luôn cả nhà, nắng quá nắng nè cả nhà thấy không? Cây hoa giấy nó héo vàng luôn nè. Trời ơi, nắng kinh khủng nắng luôn. Một ngày mà tụi anh em của em ở đây á, uống nước chắc cũng phải 3-4 lít nước trở lên chứ không có ít đâu, thường á, uống 1-2 lít thôi. Mà bữa nay trời nắng uống là uống dữ lắm luôn á, nóng. Đây, giờ này anh em dọn dẹp thì cũng có khán giả tới nè. Dạ, mấy anh, mấy cô chú thì có thể thắp nhang bình thường nha, viếng cậu bình thường, tụi em chỉ dọn bông thôi à. Đây nè, nhang mình ở đây nè, ở phía ngoài thùng nè. Cô chú mình có thắp nhang bình thường cô chú. Không sao hết cô chú, tại tụi con bảo quản bông chùm nó lại thôi. À, đây là những vị khán giả cuối ngày. Xong rồi đó cả nhà. Đó, cô chú thì tới mua hoa có chai nước nữa kìa, quý quá. Anh đây anh chạy xe cấp cứu hả? Thấy chiếc xe cấp cứu cả nhà. Đó. Anh chạy xe cấp cứu chắc anh đưa bệnh nhân đâu gần đây nè. Anh nghe tin cậu Năm ở đây thì bắt đầu anh ghé đây để viếng cậu Năm. Đó, cả nhà thấy ha. Ủa cái này mua hả? Cái giải này. Đây mua. À mua để bảo quản vậy đó hả? Ủa cái vải này mình chùm nó có tác dụng gì ta? Cho cắn. À chùm là cho đừng có cắn hả? Hoa giả mà. À chùm là bảo quản rồi cả nha. Chú chở cô đến thắp hương cho cậu Năm là vị khán giả cuối ngày nha cả nhà. Dạ thì thôi em cũng để mới quay xuống em thắp nhang cậu nhà, thắp hương cho cậu Năm để sau đó mình đi về. Cũng 5 giờ chiều rồi. Thì 5 giờ chiều thì ở đây thì hoa viên họ cũng không có cho tụi em ở đây quay nữa. Nên em để máy xuống rồi em thắp hương nha để chào cậu Năm. Rồi mình đi về thôi. Chưa có mộ cô. Dạ. Cái anh là bị để xe cấp cứu à? Lương thấp hơn chưa? Đây bây giờ cuối ngày rồi em thắp một bó luôn cả nhà. Một chùm hơn đi. Cho nó cháy. Chào mấy anh. Thấy hoa mà không được ăn tích ôi máu ạ. Thấy con hoa này sao bác?
Tôi muốn đợi đây đúng không? Ai tới đây thì cũng tìm mộ của cô Thanh Trung Huệ hết trơn cả nhà. Rồi, công việc hoàn tất cũng đã hoàn tất rồi. Chú Tiểu đang sắp xếp lại cho nó gọn. Chú Tiểu. Hello anh. Hello chú Tiểu. Hello tài. Đây bạn Lương thắp nhang cho cậu Năm không, đưa điện thoại đây. Thắp hương đi cậu, thắp hương đi. Mình sáng mình thắp hương, bây giờ mình chào chú tới, bây giờ cậu Năm tới, bây giờ mình cũng chào cậu Năm về. Làm gì chú Tiểu? Rút nhang hả? Nhang mới thấp mà. À lấy mấy cái nhang còn cháy không? Còn cháy không? Nhang này bỏ được rồi. Không, cho rồi bỏ hả? Ý là nó còn miếng á. Bỏ được. Không bỏ là hỏi nhiễu ghê đó. Dạ, nó rớt hả? Có gì nữa không? Nó tươi hơi 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 giả hả? Hơi giả thì đó. Hơi giả đi đó. Đây nó cắn không? Không, không bỏ mấy này lấy còn quá nào chụp bá này lại luôn á. Không kệ nó đi. Không, nó ăn hết trời. Nó ăn hả? Nó ăn rồi, em không biết nghe kêu chụm nó ăn không biết nào. Chụm lại nó úa. Nào. Đây nè. Giờ mình thắp cái chú nắng hương nhà cô Huệ. À giờ mình lấy đồ lụa mình chụm lại đi. Rồi. Lấy đồ chụm lại đi. Em nói rồi đó. Em nói rồi chụm không chụm là nó ăn em. Tại vì hôm hồng nó khoái lắm. Đi tới chụm đi mình. Mấy công nào làm hối hận á. Ủa cái kéo mình lại rồi ta. Đó, trên bàn. Bằng lưng lại luôn cả nhà. Một lại, hai lại, lại thứ ba. Ba lại thôi hả? Chó à, chó giữ mộ. Chó giữ mộ cho cậu Năm. Chó đó mà anh đang để tiêu view đó. Cái hồi đầu tiên cậu có mắt á. Đầu tiên chó ra đó. Chó đó. Cái hồi mà cậu có mắt tôi cắt được con đá nữa đó. Mộ cô Thanh Kim Huệ cả nhà ơi, con cũng chào tạm biệt cô Huệ nha. Tụi con về thì sáng hôm sau lại gặp cô Huệ tiếp tục. Mộ cô Huệ thật sự là rất là sạch luôn. Buổi chiều cả nhà thấy không? Em dám chắc chắn rằng mộ xung quanh này không có mộ nào sạch bằng mộ cô Huệ đâu. Là do cái chị Tiết Nhung á, ngày nào cũng lau. Ok, cảm ơn ông nha. Đó. Cây này nó bị héo rồi, bị gãy rồi. Gãy rồi mọi người. Rồi. Đây em cho cả nhà xem lại mộ cô Huệ nè. Ở phía dưới đây á, thì chỉ có tàn nhang nó rớt thôi, là cái chân nhang nó rớt là bình thường quá ha. Còn ở trên đây nè, mộ cô nè. Lắng bóng luôn. Ở phía giữa thì cả nhà thấy không, có bịch khăn giấy để sẵn ở đó đó, là chị Tuyết Nhung lúc nào cũng lao mộ cô Thanh Trung Huệ hết trơn, rất là sạch luôn, rất là lắng bóng luôn. Cái ảnh của cô Huệ nè, em cho cả nhà xem ảnh của cô Huệ nè, sạch luôn, không có một hạt bụi. Nó cả nhà thấy không, không có một hạt bụi, rất là sạch. Bên đây cũng vậy nè. Quá tuyệt vời luôn. Rồi bây giờ mình quay lại thôi cả nhà. Buổi chiều rồi, mặt trời cũng sắp xuống núi rồi cả nhà ơi. 5 giờ làm xong thì cũng 5 giờ hơn rồi. Thì mặt trời xuống núi rồi cả nhà. Đây cả nhà thấy ha. Ánh nắng nó cũng le lói qua hàng cây rồi. Đó. Ánh nắng nó xuống, cái mặt trời xuống núi rồi, xuống hàng cây rồi. Có lẽ là em xin chào tạm biệt cả nhà. Em xin kết thúc cái video này ở đây. Em cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của em. Luôn luôn theo dõi và ủng hộ cũng như là có những lời góp ý để cho kênh em nó hoàn thiện và tốt hơn. Trước khi kết thúc video thì em xin cảm ơn và chào. Chúc cô chú anh chị và các bạn ở trong kênh xem kênh được cơm cho em có nhiều may mắn thuận lợi, và cũng như là có một buổi chiều ăn cơm ngon miệng với gia đình, có một buổi tối ấm áp bên gia đình. Và em xin chào tạm biệt. À mà quên nữa,
Thì trong lúc quay video và trong lúc quay video có cái gì sơ suất, có nói gì sai á, thì mong cô chú anh chị và các bạn thông cảm, quan hệ bỏ qua cho em. Em xin cảm ơn rất là nhiều. Thì hãy nếu sai cái gì đó thì hãy nhắc nhở em ở phía dưới comment để em được có gọi là hoàn thiện hơn cái video sau. Em xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ anh chốt ba cây chút, xong cái mình đi đốt, mình thắp ngoài vòng vòng bên kia đó kìa. Anh đốt ba cây trước đi. Quay cây trước xong.